What is the definition of a substantial disability? Một khuyết tật trầm trọng cho thấy sự có mặt của những giới hạn đáng kể về mặt hoạt động trong ba hoặc nhiều hơn những lĩnh vực sau đây, về mặt sinh hoạt chính của cuộc sống, như được một trung tâm vùng quyết định, và điều này thích hợp với tuổi của người được xét. Đâu là những lĩnh vực khác thuộc hoạt động chính của cuộc sống? Và một lần nữa, xin hãy nhớ, cần phải có những khuyết tật trầm trọng trong ít nhất 3 lĩnh vực để được xem là hội đủ điều kiện để nhận những dịch vụ từ trung tâm vùng. Đối với trẻ nhỏ, có tổng cộng tất cả là 5 lĩnh vực: học hỏi, ngôn ngữ tiếp nhận và ngôn ngữ diễn tả, tự chăm sóc, tự định hướng, bao gồm những kỹ năng xã hội và sự vận động, di chuyển. Khả năng sống tự lập áp dụng cho các em lớn hơn, kể cả các thiếu niên, và vấn đề tự túc về mặt kinh tế áp dụng cho những người trên 18 tuổi. Dĩ nhiên là chúng ta không thể mong rằng những em nhỏ 3 tuổi có thể làm các chuyện một cách độc lập, cũng như không thể kỳ vọng là những em 6 tuổi có thể tự túc về mặt kinh tế được. Khuyết tật trầm trọng được xác quyết như thế nào? Điều đó được quyết định bởi những chuyên gia của trung tâm vùng sau khi họ có được những dữ kiện từ người nộp đơn, gia đình họ, những nhà giáo dục, các bác sĩ và những người khác quen thuộc với những nhu cầu sinh hoạt của đứa trẻ và bất cứ những khó khăn nào mà em nhỏ có thể có. Chúng tôi càng có nhiều hồ sơ, chúng tôi càng hiểu biết về khả năng của người bệnh hơn. Điều quan trọng là chúng ta cần phải phân biệt giữa việc không thể làm được một việc gì đó với việc không muốn làm. Không thể làm được một điều gì đó thì sẽ hợp lệ để nhận dịch vụ của trung tâm vùng. Có thể làm nhưng không muốn làm một điều gì đó thì cũng là một khó khăn cho gia đình, nhưng sẽ không hợp lệ. Không có một thử nghiệm duy nhất nào cả. Phụ huynh luôn luôn hỏi, xin cho chúng tôi xem bản thử nghiệm mà quý vị dùng. Tôi mong rằng có một bản thử nghiệm như thế sẽ giản dị hơn nếu tôi có thể nói, cháu bé được 50 điểm, cháu bị khuyết tật trầm trọng. Nhưng không có một thử nghiệm nào có thể so sánh một cách thích đáng một em nhỏ 3 tuổi bị chứng tự kỷ và khuyết tật trí tuệ với một người 18 tuổi bị chứng động kinh và não liệt. Bởi vậy, chúng tôi cố gắng thu góp càng nhiều dữ kiện càng tốt. Chúng tôi cố gắng tìm kiếm bệnh sử từ gia đình, những người chăm sóc, thầy cô giáo, những trị liệu viên. Chúng tôi sẽ quan sát những người xin dịch vụ và chúng tôi sẽ xem xét những bản đánh giá về mặt tâm lý giáo dục trước đó. Bây giờ chúng ta hãy nói về điều đó. Những bản đánh giá trong quá khứ rất quan trọng bởi vì chúng cho phép chúng tôi so sánh một người nộp đơn xin dịch vụ với các người đồng lứa. Phụ huynh cung cấp các dữ kiện rất quan trọng, nhưng họ có thể có một góc nhìn giới hạn. Chẳng hạn, tôi đã gặp phụ huynh của những trẻ nhỏ 2 tuổi. Họ vô cùng bực bội vì có những đứa con của họ không nghe lời họ và họ không thể huấn luyện các em về chuyện tiêu tiểu được. Thực ra, các em mới có 2 tuổi. Mặt khác, tôi đã thấy nhiều phụ huynh có con em bị những khuyết tật phát triển mà những điều họ xem là những hành vi bình thường và hành động thích ứng. Trong thực tế, lại là rất chậm lụt và rõ ràng là có vấn đề, đến nỗi tôi phải ngạc nhiên. Có một quan niệm được gọi là thích ứng tốt. Điều đó nói về việc thích ứng của bố mẹ đối với con em của mình. Tôi xin phép đưa ra 2 thí dụ để nói rõ hơn về quan niệm này. Thứ nhất, có một em gái 9 tuổi rất hiếu động. Lúc nào em cũng chạy nhảy. Nếu em sống trong một nông trại tại Montana với 5 anh em trai và em được dạy học tại nhà, em gái rất hiếu động đó có thể được xem là bình thường. Nếu em gái đó sống trong một căn hộ nhỏ tại thành phố New York và học tại trường, sự hiếu động quá đáng đó bây giờ là một vấn đề. Thí dụ thứ hai là một em trai 14 tuổi, thích màu tím. Em muốn tóc em màu tím, những móng tay của em màu tím, cái gì cũng tím. Nếu em sống với bà ngoại mình, người trưởng thành vào thập niên 1960 ở San Francisco, lòng yêu màu tím của em có thể được xem là bình thường. Nhưng nếu em sống trong một gia đình Amish, điều đó có thể gây ra rất nhiều khó khăn. Bởi thế, quan điểm của phụ huynh rất quan trọng, nhưng tự chúng không có ý nghĩa gì cả. Chúng tôi cần một thử nghiệm
để so sánh các em nhỏ với bạn bè của các em, để xem các em nằm ở đâu. Để được coi là một khuyết tật trầm trọng, những điểm số cần phải ở mức hay dưới mức 2%, điều đó thực là thấp. Thí dụ, có một cuộc đua và có 100 người đua. Người đến đích đầu tiên là một ngôi sao sáng về môn chạy điền dã. Số 50 được coi là chính giữa. 95 người bây giờ đã về đến đích, ngoại trừ 5 người còn lại. Người thứ 96 là rất chậm, nhưng anh ta cũng chưa chậm đủ để được xét là hợp lệ cho những dịch vụ của chúng tôi. Điều này có nghĩa là có rất nhiều người có khả năng thấp hơn độ tuổi của họ. Bởi thế, họ thật sự có những vấn đề. Các phụ huynh không đặt điều nói dối, họ không nói quá lên. Đó là sự thật, nhưng chúng vẫn không thấp đủ để được xem là hợp lệ cho những dịch vụ của trung tâm vùng. Và điều này thật khó để cho phụ huynh chấp nhận. Tôi hiểu điều đó. Để có thêm thông tin về việc những khuyết tật trầm trọng được xác định ra sao, xin xem lại tài liệu được Hiệp hội các trung tâm vùng soạn thảo, có tên là Những đề nghị trong việc xác định một khuyết tật trầm trọng. Tài liệu này cung cấp một cái nhìn tuyệt vời về đề tài. Nó có thể được xem trên trang mạng của RCOC. Cách xác định của chúng tôi là gì? Trước hết, chúng tôi muốn có sự công bằng. Chúng tôi muốn có sự đồng bộ. Và chúng tôi thực hiện điều đó bằng cách cố gắng tiếp cận với tất cả những người nộp đơn một cách giống nhau. Chúng tôi muốn có bệnh sử và chúng tôi muốn có những đánh giá về mặt tâm lý giáo dục để chúng tôi có thể so sánh các em với nhau. Chúng tôi cũng muốn sự chu đáo và chúng tôi muốn tuân theo luật. Tôi thấy nhiều em nhỏ mà tôi rất muốn làm cho các em hợp lệ. Những em sẽ thật sự có được phúc lợi khi nhận dịch vụ của chúng tôi, nhưng các em không hội đủ tiêu chuẩn. Về vấn đề tiền bạc, tôi nghe được rằng tại trung tâm vùng quận Orange, chúng tôi sẽ được tiền thưởng nếu chúng tôi từ chối người xin dịch vụ. Và chúng tôi chỉ muốn nhận càng ít người càng tốt và có những khuyến khích về mặt tài chính để chúng tôi xác định người xin dịch vụ là không hợp lệ. Thật sự, điều ngược lại mới là đúng. Số tiền chúng tôi nhận được là dựa trên số người tiêu thụ mà chúng tôi có. Chúng tôi càng có nhiều thì chúng tôi càng được nhiều tiền. Bởi vậy, nếu chúng tôi muốn có nhiều tiền, chúng tôi sẽ nhận người một cách vô tội vạ. Quyết định duy nhất của chúng tôi trong việc xét sự hợp lệ là người xin dịch vụ có hội đủ các tiêu chuẩn hay không, mọi sự có được làm theo luật hay không. Nếu trong tháng này có 5 người hội đủ điều kiện, 5 người đó sẽ được nhận dịch vụ. Trong tháng tới, nếu có 500 người hội đủ điều kiện, 500 người đó sẽ được nhận dịch vụ. Đó là quan tâm duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi lấy dữ kiện từ đâu? Chúng tôi lấy từ mọi người, gia đình, thầy cô, các hồ sơ giáo dục, các hồ sơ y khoa. Chúng tôi sẽ phỏng vấn gia đình, tùy theo mỗi cá nhân. Thỉnh thoảng chúng tôi có những sự đánh giá liên ngành. Qua đó, người nộp đơn được một bác sĩ và một nhà tâm lý đánh giá. Lý tưởng nhất, càng có được nhiều dữ kiện càng tốt. Tôi yêu dữ kiện. Vấn đề là chúng ta chỉ có 120 ngày để quyết định. Điều đó nghe có vẻ là nhiều thời gian đấy, nhưng không phải như thế. Và khó khăn mà chúng tôi thường gặp là việc thu thập các hồ sơ, và điều này có thể rất tốn thời giờ. Bởi vậy, có những lúc chúng tôi đến gần kỳ hạn phải quyết định, và chúng tôi phải quyết định dựa trên số dữ kiện chưa đầy đủ, nhưng chúng tôi phải quyết định. Nếu gia đình trở lại sau đó và có thêm dữ kiện, chúng tôi rất vui được xem thêm những dữ kiện đó. Nếu chúng tôi xem lại một hồ sơ và không rõ là em nhỏ có hội đủ điều kiện để nhận những dịch vụ của chúng tôi hay không, thì đây là những gì mà chúng tôi làm. Trước hết, ngoài tôi ra, chúng tôi cũng có một ban gồm nhiều tâm lý gia và chúng tôi có thể trực tiếp đánh giá em nhỏ. Chúng tôi cũng có thể đi vào cộng đồng để quan sát cháu nhỏ tại nhà hoặc tại trường để có thể có một cái nhìn rõ nét hơn. Thỉnh thoảng phụ huynh có nói là con tôi ứng xử một cách hoàn toàn khác khi tôi đưa cháu đến văn phòng so với khi cháu ở trong đời thực. Trong những trường hợp này, chúng tôi có thể đi vào cuộc đời thực để xem xét các cháu. Chúng ta đã nói xong về tiến trình xét sự hợp lệ. Nếu một người nộp đơn bị xét là không hợp lệ, chuyện gì sẽ xảy ra? Một phụ huynh có thể đưa chúng tôi ra một phiên điều trần. Đây là một tiến trình pháp lý. Qua đó, người ta có thể thách thức, quyết định về sự không hợp lệ của chúng tôi. Giai đoạn đầu tiên có thể không cần nghi thức, và trong giai đoạn này, nhiều việc có thể xảy ra. Chúng tôi có thể có thêm dữ kiện.
gia đình có thể cung cấp thêm hồ sơ cho chúng tôi. Những hồ sơ mà chúng tôi từng chờ đợi bây giờ đã đến. Chúng tôi có thể thực hiện thêm những sự đánh giá. Dựa trên những dữ kiện mới, chúng tôi có thể nói, quý vị nói đúng, cháu họ đủ điều kiện. Hoặc chúng tôi có thể nói, dựa trên những đánh giá mới, quyết định ban đầu của chúng tôi về cháu vẫn đúng, cháu không họ đủ điều kiện. Trong trường hợp đó, gia đình có thể đi đến phiên điều trần. Một cuộc điều trần công bằng là khi gia đình có thể đưa vấn đề ra trước một thẩm phán. Họ có thể gọi nhân chứng và họ có thể có đại diện pháp lý nếu họ muốn. Chuyện gì xảy ra sau khi quyết định về sự hợp lệ được thực hiện? Nếu một em nhỏ bị coi là không hợp lệ, gia đình có thể nộp đơn lại để yêu cầu dịch vụ. Cánh cửa luôn luôn mở, nhưng chúng tôi yêu cầu là phải có thêm dữ kiện mới. Quý vị có thể nộp đơn lại nhiều lần, nhưng phải có thêm dữ kiện mới để hỗ trợ cho sự hợp lệ. Nếu chúng tôi nói một em nhỏ không hợp lệ lúc 3 tuổi và vào lúc 3 tuổi 2 tuần, gia đình nộp đơn lại để xin tái xét và không có thêm dữ kiện mới, em nhỏ vẫn không hợp lệ. Một em nhỏ không hội đủ điều kiện hợp lệ ở tuổi lên 3 do không bị khuyết tật trầm trọng trong ít nhất là 3 lĩnh vực sinh hoạt chính của cuộc sống, có thể hội đủ điều kiện về mặt này khi lớn lên, khi người ta kỳ vọng vào em nhiều điều hơn. Từ góc nhìn của tôi, khi tôi nói với các gia đình là con em họ không hội đủ điều kiện để nhận những dịch vụ của trung tâm vùng, đó là một điều tốt. Điều tôi nói là tôi không nghĩ rằng con của họ có một khuyết tật phát triển kéo dài suốt đời và sẽ tạo ra nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Đối với tôi, đó là một tin vui. Khi tôi nói với một gia đình là họ có thể nộp đơn lại khi em nhỏ lớn hơn, các phụ huynh nói với tôi là họ muốn dịch vụ ngay bây giờ để con em của họ trở nên khá hơn và sẽ không cần dịch vụ sau này khi em lớn lên. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó và đồng ý với chuyện ấy. Vấn đề là luật pháp không chấp nhận điều đó. Luật Lanterman không nói rằng chúng tôi phải lo cho các em nhỏ không họ đủ điều kiện khi các em còn nhỏ trong nỗ lực giúp các em khỏi phải cần dịch vụ sau này. Nếu một em nhỏ hoặc một người trưởng thành hội đủ điều kiện để nhận những dịch vụ Lanterman, một bản hoạch định chương trình cá nhân hay còn được gọi là IPP sẽ được triển khai để quyết định xem những dịch vụ nào là cần thiết. Điều cần là phải chỉ rõ ra rằng một khi các trẻ em hay những người trưởng thành được xem là hợp lệ để nhận những dịch vụ từ trung tâm vùng, họ có thể tiến triển đến mức độ là họ không cần hay không còn hợp lệ để nhận những dịch vụ Lanterman của trung tâm vùng nữa. Chẳng hạn, một người bị động kinh nặng, được giải phẫu và những cơn động kinh biến mất, có thể người đó sẽ không còn hợp lệ nữa. Nhưng nếu những cơn động kinh của người đó lại quay lại, vấn đề hợp lệ có thể được tái xét. Cánh cửa luôn luôn mở. Thí dụ thứ nhì, một em nhỏ bị chứng tự kỷ. Bố mẹ đã hết sức nỗ lực để giúp các em. Các trị liệu viên cũng đã hết sức giúp đỡ. Em đã được chuyển từ các lớp học trong chương trình giáo dục đặc biệt sang các lớp học bình thường và đạt được những tiến bộ tốt. Em nhỏ đó có thể không còn hợp lệ để nhận các dịch vụ của trung tâm vùng. Vấn đề hợp lệ luôn được duyệt xét lại.